Em chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với video giới thiệu sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy Ecomart. Mấy ngày hôm nay thì trời nắng nóng đã xuất hiện, nhu cầu mua quạt cũng như là tham khảo các sản phẩm về quạt đang được anh chị rất là quan tâm đúng không ạ? Để giải đáp thắc mắc này của anh chị thì ngày hôm nay em sẽ quay video giới thiệu những mẫu quạt cơ bản đang được bày bán tại hệ thống siêu thị điện máy Ecomart. Đầu tiên là mẫu quạt treo tường. Hiện nay thì Ecomart đang có rất là nhiều mẫu quạt treo tường đến từ các thương hiệu khác nhau, ví dụ như là Media, Vinawin, Mitsubishi hoặc là Toshiba cũng như là Panasonic, rất là nhiều mẫu mã đang được trưng bày tại đây. Với các giá cả khác nhau khoảng từ hơn 400.000 cho đến gần 2 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu trong mình một chiếc quạt treo tường phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình nhà mình. Bên cạnh mẫu quạt treo tường thì hiện nay Ecomart cũng đã trưng bày một số mẫu quạt tản nhiệt, quạt hộp tản nhiệt ạ, ví dụ của Điện Cơ Thống Nhất hoặc của Trinh 2. Ngoài ra thì Ecomart cũng có những quạt sạc tích điện như của hãng Sunhouse hay là của Nanoco. Tiếp theo là mẫu quạt cây cũng đang được bày rất là nhiều tại Ecomart. Tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng mà anh chị sẽ lựa chọn cho nhà mình được một chiếc quạt ưng ý. Các giá tiền khác nhau ạ. Anh chị có thể tham khảo với các màu sắc, các thiết kế cũng như là các chủng loại đến từ các hãng. Mình sẽ tìm ngay cho mình một chiếc quạt ưng ý. Rất là nhiều. Ngoài ra thì Ecomart cũng có một số mẫu quạt sàn công nghiệp của Shogun, rất là nhiều. Hoặc là quạt cây công nghiệp đứng của Shogun đây ạ. Anh chị có nhìn thấy ở video này em chỉ quay cho anh chị tất cả những mẫu quạt đang được bày bán một cách chung chung nhất. Nếu anh chị cần tham khảo mẫu mã nào thì anh chị có thể để lại bình luận ở dưới kênh YouTube của bên em, thì bên em sẽ quay trực tiếp cho anh chị xem những cái sản phẩm nó như thế nào, kích thước, màu sắc cũng như là thiết kế một cách cụ thể tỉ mỉ hơn nữa. Đối với sản phẩm quạt thì bên em vẫn áp dụng chương trình là 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất, kích hoạt bảo hành tại siêu thị. Sản phẩm có vấn đề gì thì anh chị đem qua siêu thị bên em hỗ trợ. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.